Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã trình bày lịch sử khoa Thánh Mẫu Học để biết nền Thánh Mẫu Học đã khai sinh và phát triển thế nào trong dòng lịch sử và truyền thống giáo hội. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài Mẹ Maria trong giáo huấn của các giáo phụ. Các giáo phụ của giáo hội là các giám mục trong các thế kỷ đã thông truyền cho các giáo đoàn gia tài lòng tin của các vị trong tư cách là các thầy dạy chân lý, được giữ gìn một cách trung thành và giải thích một cách khôn ngoan. Nhưng kiểu nói các giáo phụ của giáo hội cũng bao gồm nhiều tác giả Kitô và bút tích Kitô làm thành gia tài quý báu của giáo hội cổ xưa. Các bút tích quan trọng nhất là các bút tích gần thời các tông đồ nhất, tức của các giáo phụ tiên khởi. Các sáng tác Kitô lớn của mọi thời một cách quan phòng được thu góp trong thời vàng son của khoa giáo phụ, tức các thế kỷ thứ tư, thứ năm. Bút tích của các giáo phụ cho tới thế kỷ thứ tám ít có giá trị và có ảnh hưởng nhỏ hơn, mặc dù truyền thống Hy Lạp cũng có nhiều vị nổi tiếng. Các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa rất ít khi viết về Đức Maria một cách trực tiếp và chuyên biệt. Bình thường các vị đề cập tới Đức Maria trong bối cảnh của các đề tài khác, nghĩa là khi giải thích Kinh Thánh hay đào sâu và bênh vực biến cố cứu độ của Chúa Kitô, hoặc minh giải mầu nhiệm cuộc sống và lòng tin của giáo hội. Giá trị của các bút tích đó cả trong lĩnh vực thánh mẫu rất bao la và thường hằng, vì các vị là các chứng nhân thế giá nhất của lòng tin không ngắt quãng, các người đi tiên phong trong việc nghiên cứu thần học. Các cột trụ của tòa nhà phụng tự và thánh thiện của giáo hội, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định trong tông thư về các giáo phụ của giáo hội. Đức Gioan Phaolô II viết, cả ngày nay nữa giáo hội sống từ cuộc sống kín múc được nơi các giáo phụ, và trên các cơ cấu do các vị xây dựng đầu tiên đặt nền, ngày nay giáo hội được xây dựng trong vui mừng và đớn đau của lộ trình và nỗi vất vả thường ngày của mình. Như thế các vị đã là các giáo phụ và vẫn luôn mãi là các giáo phụ. Thật thế, chính các ngài là một cơ cấu ổn định của giáo hội và chu toàn một nhiệm vụ trường tồn cho giáo hội thuộc mọi thời đại. Và như vậy, mỗi loan báo và huấn quyền tiếp nối, nếu muốn đích thật, phải được đối chiếu với lời loan báo và huấn quyền của các vị. Và mỗi một viên đá được thêm vào tòa nhà thánh thiện lớn lên mỗi ngày và rộng ra, đều phải được đặt để trong các cơ cấu đã do các ngài đặt ra, gắn chặt và nối liền với các cơ cấu ấy. Thời gian ban đầu, tức từ khi thành Jerusalem thất thủ năm 70 cho tới công đồng Trung Nicea năm 325, bao gồm nhiều sự kiện bên trong cũng như bên ngoài và bên lề các cộng đoàn Kitô. Chúng cũng làm nảy sinh ra việc minh giải các dữ kiện lòng tin trong lĩnh vực Thánh Mẫu Học. Bên trong các cộng đoàn Kitô, người ta nhận thấy một tiến trình chậm chạp nhưng hữu hiệu trong việc cô đọng các yếu tố nền tảng của lòng tin như được trình bày trong Kinh Tin Kính, cũng như trong việc thiết lập danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, giữa tràn đầy các bút tích mạo thư thuộc đủ mọi loại và khuynh hướng khác nhau. Rồi còn nảy sinh ra các nền văn chương Kitô, không chỉ còn là Hy Lạp, nhưng trong các thứ tiếng của các dân tộc liên hệ như Latin, Syriac, Copt, Armeni, và việc thành lập các trung tâm văn hóa và các trường giáo lý rất quan trọng như tại Alexandria và Antioquia. Bên ngoài các cộng đoàn có việc va chạm và đối chiếu với khuynh hướng ngoại giáo trí thức và với do Thái giáo cực đoan chế nhạo và chống đối giáo lý và cuộc sống Kitô, đặc biệt là chống lại thiên tính của Chúa Kitô và sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Bên lề các cộng đoàn Kitô có các trào lưu Do Thái Kitô lan tràn ảnh hưởng đến bên trong giáo hội, và đặc biệt có các hệ thống hỗn hợp ngộ đạo khác nhau sinh sôi nảy nở. Các trào lưu Do Thái Kitô khước từ chấp nhận sự hiện hữu từ trước và sự bình đẳng của Chúa Kitô với Thiên Chúa Cha, bằng cách giản lược Chúa Kitô trở thành một ngôn sứ bình thường. Trái lại các người theo khuynh hướng ngộ đạo, cho dù chấp nhận một sự hiện hữu từ trước nào đó của Đấng Cứu Thế, nhưng giải thích nó cùng với đông đảo các thần linh khác, làm thành thiên quốc đầy tràn. Từ đó họ chối bỏ Thiên Chúa duy nhất
và khẳng định các thiên tính mâu thuẫn với nhau. Thiên Chúa công bằng, Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa của Cựu Ước, Thiên Chúa của Tân Ước, vân vân. Và nhất là tuyệt đối khước từ ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người. Lý do là vì theo họ, vật chất không phải là công trình tùy thuộc nơi Thiên Chúa, mà là một bào thai bị phá, xấu xa trong nội tại và không có khả năng được cứu rỗi. Theo các người ngộ đạo, sự cứu rỗi được gán cho Chúa Kitô sẽ chỉ là một mạc khải trần trụi của các thực tại cao vượt và số phận của các ánh sáng tinh thần thiên linh bị giam cầm một cách bí nhiệm trong thịt xác con người, được chỉ định phải biến đi. Từ phía con người tinh thần thì người ta không đòi hỏi phải có lòng tin hay các việc lành phúc đức, mà chỉ cần sự hiểu biết hay gnosi về mình, về các nguồn gốc vĩnh cửu và số phận sau cùng của mình. Mặc khải do Chúa Kitô đem đến khai mào với sự tỏ hiện của thần khí tại sông Jordan và kết thúc trong lúc khổ nạn. Bởi vì thần khí đã xuống trên Đức Giêsu là người thật theo một số người ngộ đạo, chỉ có hình dạng là người theo một số người ngộ đạo khác. Thần khí đó về trời trước khi con người Giêsu chỉ là dụng cụ bị giao nộp cho cái chết tắt thở. Như vậy sự nhập thể, thụ thai, sinh ra, cuộc sống nhân loại và cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô chỉ là dáng vẻ thuần túy, chứ không phải là các biến cố cứu độ thật sự. Hậu quả là Đức Maria không phải là mẹ thật và không phải là mẹ đồng trinh của con Thiên Chúa. Đây là khung cảnh phức tạp thuở ban đầu, khiến cho các giáo phụ dấn thân bảo vệ lòng tin được truyền lại từ Chúa Kitô cho tới các tông đồ bằng mọi cách và trong mọi lĩnh vực. Đứng đầu danh sách các giáo phụ là Ignacio thành Antioquia, qua đời năm 110. Giáo phụ Ignacio, giám mục thành Antioquia, là vị đầu tiên trong các giáo phụ đã nói về Đức Maria, tiếp tục truyền thống của Tân Ước. Ngài cũng là vị đầu tiên kéo dài nền thần học của Thánh Phaolô và đề nghị đào sâu biến cố lịch sử của Chúa Kitô trên bình diện nhân bản và vũ trụ. Các đoạn nói về Đức Maria được lồng khung trong các thư giáo phụ viết cho tín hữu vài giáo đoàn trên tàu chở người đến nơi chịu tử đạo. Chúng là chứng tích chắc chắn của lòng tin được giáo hội đại đồng tuyên xưng chính trong lúc các trào lưu Do Thái và ngộ đạo tìm cách phá hủy nền tảng lịch sử của nó. Các bối cảnh này đòi buộc giáo phụ Ignacio khích lệ tín hữu vững tin nơi giáo hội duy nhất chung quanh giám mục của mình, vững tin nơi lòng tin duy nhất được các tông đồ của Chúa truyền lại. Trong lòng tin đó, giáo phụ nêu bật chỗ đứng không thể thay thế được của mẹ Maria. Thật vậy, chức là mẹ đích thật của Đức Maria là nền tảng không thể tranh luận và bảo đảm cho biến cố nhập thể của con Thiên Chúa và ơn cứu rỗi do người thực hiện. Vì ơn cứu độ được giáo hội tuyên xưng không phải là sự mặc khải thuần túy của các mầu nhiệm thiên quốc như các người theo thuyết ngộ đạo chủ trương, nhưng nó bao gồm các sự kiện và hành động đích thật và nhân bản của Chúa Kitô, Thiên Chúa nhập thể từ Đức Maria. Giáo phụ Ignacio viết: Anh chị em hãy bịt tai lại nếu có ai đó nói với anh chị em về Đức Giêsu một cách khác với chúng tôi. Người từ dòng dõi vua David theo thịt xác, người từ Đức Maria, người đã thật sự sinh ra, ăn uống, bị bách hại thực sự dưới thời quan Poncio Pilato, bị đóng đanh thực sự và chết. Thực sự từ cõi chết sống lại. Liên quan tới việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria, đây không phải chỉ là một sự kiện mà tất cả các giáo hội đều tuyên xưng, mà là một dấu chỉ thiên linh lớn lao tới độ trở thành yếu tố của nòng cốt kinh Tin Kính. Anh chị em hoàn toàn xác tín liên quan tới Chúa chúng ta, thực sự thuộc dòng dõi David theo thịt xác. Con Thiên Chúa theo ý muốn và quyền năng của Thiên Chúa thực sự được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ. Đức Maria, tên gọi yêu quý đối với giáo lý Kitô thời khai sinh, là Trinh Nữ của dòng dõi David, được Thiên Chúa cho thụ thai và mang thai Thiên Chúa.